Hello mọi người nha. Thì dạo gần đây mình có một cái sở thích khá là hay ho, có nghĩa là mình thích chơi là những cái tựa game mà hồi xưa mình hay chơi trên những cái thế hệ máy chơi game băng nè, game PlayStation PS1 này nọ, Game Boy này nọ đó. Thì mình có lướt trên Shopee thì mình thấy là trong cái tầm giá mà dưới 1 triệu á nha, mình không nói là trên 1 triệu. Trên 1 triệu có những cái máy nó đắt tiền quá thì thôi. Tầm giá đó mình mua Nintendo Switch cho rồi. Thì đây, mình show cho các bạn coi luôn. Đây, camera mình đây. Thì có rất là nhiều những cái loại giá của máy chơi game cầm tay nè, chẳng hạn như là 100 hay 300 là các bạn có một cái máy rồi, nhưng mà có một cái đặc điểm mình không thích lắm, đó chính là cái màn hình nó nhỏ quá, màn hình gì mà có 3,5 inch. Thì sau một khoảng thời gian mình tìm thì mình tìm ra được cái máy này, áp mã vô thì còn lại khoảng 600 mấy. Mà cái điểm hay ho của cái máy này đó là cái màn hình nó lớn. Vậy thì cái máy này nó thực tế như thế nào? Thì đây, show cho các bạn coi luôn. Đây chính là mẫu máy X12 Plus nha. Các bạn cũng đối với cái mẫu máy này á, thì các bạn cũng không cần phải quan tâm nó là nó đến từ thương hiệu nào đâu. Cái này chắc đến từ Trung Quốc mà thôi. Thì mình sẽ chia sẻ nhanh cho các bạn là sau một tuần mình chơi cái máy này thì mình thích điểm gì và mình chưa thích điểm gì ha. Cái đầu tiên như mình nói, cái điểm mà mình thích nhất cho cái máy này đó chính là một cái màn hình cực kỳ lớn luôn. Cái màn hình này có kích thước lên tới là 5,5 inch. Nhưng mà nó không có phải là như những cái điện thoại các bạn thấy là cái màn hình, các bạn thấy màn hình này 5,5 inch, cái màn hình này của mình lên tới 6, mấy inch mà nhìn nó có vẻ nó nhỏ hơn đúng không? Thực ra không phải là vậy, do cái này là nó xài một cái tỷ lệ màn hình tiêu chuẩn trước đây đó chính là 16:9, cho nên các bạn sẽ thấy là nó rộng hơn chứ không phải là 20.5:9 này nọ. Khi mà mình bật cái máy này lên thì một cái điểm mà mình nhận ra liền luôn ở cái máy này đó chính là ban đầu mình cứ nghĩ là mình sẽ cầm cái máy này mình chơi game ở ngoài trời. Đây giống như mình đang ngồi cà phê mình chơi đây. Nhưng mà thực tế cho thấy là cái máy này có một cái màn hình nó hơi bị cùi. Đây mình sẽ show cận cảnh cho các bạn coi. Mình chưa có bóc luôn cái miếng dán bên ngoài nha. Các bạn thấy nó rất là nhiều những cái vết chày chi chít rồi. Nhưng mà cái do mình không có gỡ ra là bởi vì mình sợ là gỡ ra rồi nó còn bị chày ác nữa, mình khỏi chơi luôn. Mình chưa tìm được cái miếng dán cho nó. Tuy màn hình nó lớn nhưng mà cái độ sáng của nó khá là kém. Mình chơi mình ngồi ở trong quán cà phê mình có cái mái che vậy mình còn thấy hơi mờ mờ. Chứ mà mình mà đi ra ngoài mình ngồi đó nhiều khi mình hết thấy luôn. Cho nên cái máy này chơi tốt nhất là các bạn chơi ở trong nhà đó, hoặc là cắm cái dây lên màn hình TV chơi cho nó thoải mái. Còn chơi ngoài trời mình thấy nó chỉ là mức gọi là tạm ổn mà thôi. Rồi thì cái máy này chơi được những tựa game gì? Thì nó sẽ chơi được những cái tựa game quen thuộc các bạn sẽ chơi, chẳng hạn như là chơi trên game băng nè, chơi trên game thùng, một số tựa game của PS1, có luôn cả Game Boy Advance này nọ các kiểu. Nhưng khi mà các bạn nhìn vô cái màn hình các bạn sẽ thấy là cái hãng sản xuất họ để sẵn những cái tựa game mà các bạn người ta nghĩ là hay và thú vị đó. Chẳng hạn như các bạn sẽ thấy có chiến binh lùn nè, Metal Slug nè. Ngoài ra các bạn có thể vào cái phần trò chơi rồi phần GBA, đây là những tựa Game Boy ha, Game Boy Advance đó. Các bạn lựa game thì có khoảng có nhiêu đâu, có khoảng chừng mấy chục ngàn game ha. Đó mà mình còn chưa chơi hết nữa, tại vì những tựa game họ để sẵn ở đây mình thấy nó rất là hay và mình còn chưa chơi xong nữa. Thì cái cảm giác khi mà mình chơi những tựa game này nó như thế nào thì phải nói là cái điểm hay nhất mà của cái việc mà cái máy này mà so với hồi xưa các bạn biết là gì không? Đó chính là mình có thể lưu lại game được và mình được bất tử mạng. Đó các bạn, như các bạn cũng thấy đây, chẳng hạn như cái trò mà game mà đối kháng hồi xưa mình hay chơi, chẳng hạn như là game Dino hoặc là game Berserker đi, vô cái siêu thị mà chơi game á, bỏ đồng xu vô chơi đúng không, các bạn chỉ có một mạng duy nhất. Các bạn mà bị đánh thua xong rồi các bạn hết xu là các bạn phải ngừng. Mà khi mà ngừng nó chỉ cho các bạn có 9 giây thôi. Các bạn mà không mua kịp xu hoặc các bạn hết xu là coi như game over, phải chơi lại từ đầu. Cho nên cảm giác rất là cay cú. Còn riêng cái máy này á, mình gần như mình bất tử mạng luôn. Đó, mình có thể chơi hết những cái tựa game mà từ trước đến giờ mình chưa bao giờ mình chơi hết được. Thì bây giờ mình đã chơi ok rồi, cứ hết mạng rồi, cứ bấm cái nút start này là có mạng lại để mà chơi thôi. Và ngoài ra còn cái hay nữa, đó chính là hồi xưa các bạn có để ý không, mình đi siêu thị mình chơi game á, ba mẹ cho có 20 phút để chơi à, nhiều khi chơi chưa xong bắt đi về rồi, mà đi về thì lần sau mà quay lại là phải chơi lại từ đầu đó. Game này cái máy này có một cái hay đó là các bạn chơi mà các bạn bận đi, các bạn bấm cái nút escape thì nó sẽ cho bạn một cái menu giúp cho các bạn có thể lưu lại cái game các bạn đang chơi đó, lưu lại ngay đúng cái thời điểm đó luôn nha. Bởi vì bản chất những cái tựa game này không cho save mà nó chỉ là dạng nó lưu tạm lại trong bộ nhớ. Các bạn tắt máy, các bạn đi, các bạn quay trở lại, các bạn chơi được tiếp tục. Đó, cho nên là mình đang tranh thủ để mình phá băng những cái tựa game mà trước đây mình chưa bao giờ mình chơi hết. Cái đó là cái điểm mình thấy đắt giá ở trên cái máy này. Rồi, ngoài ra còn những điểm gì trên máy này thì
cái chất lượng build của cái máy này thì mình đánh giá là so với tầm giá khoảng chừng 600 ngàn đi thì mình thấy nó tạm ổn thôi, chứ nó chưa thực sự là nó quá là tốt. Nhựa thì cũng bình thường, nhìn nó cũng hơi ợp ẹp, loa thì cũng thuộc dạng tương đối thôi chứ không phải là gọi là quá hay. Và đặc biệt đó là ban đầu mình thấy hai cái nút này ở trên đây nó giống như là trên máy BSB vậy đó, nhưng mà thực sự mà nói những cái nút này nó gần như nó không có tác dụng với những cái tựa game mình chơi. Có thể là mình chưa mò hết game nha, nhưng mà những tựa game quen thuộc như game băng hồi xưa là hai nút này nó phế đó. Mình chỉ xài đúng những cái phần này, đó là nút lên xuống trái phải và bốn cái nút bên đây thôi. Còn hai cần joystick này nè, ban đầu mình lựa bởi vì ngoài cái màn hình lớn ra mình thấy có hai cần này cho mình dễ chơi, bởi vì mình quen chơi tay cầm Xbox rồi. Nhưng mà mình đã làm rồi các bạn, hai cái này nó rất là cứng và gần như là nó không tối ưu cho những tựa game hồi xa xưa. Bởi vì hồi xưa thì họ người ta mình các bạn cũng hiểu không, chơi bằng bốn cái nút này thôi, còn cái này nó dạng 360 độ như vậy á thì nó không hề tối ưu, cho nên mình thấy nó cũng mình cũng ít xài. Thì đó là những cái chia sẻ của mình về cái máy chơi game X12 Plus này. Mình chỉ nói nhanh thôi bởi vì mình còn phải bận để mình chơi nữa. Thì cái ý kiến của mình về cái máy này đó là các bạn có nên mua hay không, đúng không? Thì mình nghĩ là các bạn nên mua nếu như nha, đặc biệt những bạn nào muốn hoài niệm là những cái tựa game hồi xa xưa thế hệ 8X hoặc là 9X như mình để mà chơi những cái tựa game chẳng hạn như là Mario, rồi game đặt bơm, rồi game Ninja cứu mẹ, Ninja Gaiden đó, rồi Contra này nọ, và có self để các bạn có thể chơi phá được những tựa game đó. Nhưng mà hồi xưa cay quá không biết kết thúc nó như thế nào, thì bây giờ với cái máy này các bạn có thể phá đảo được. Tuy nhiên đối với những bạn nào mà mình nói ha, Gen Z đi, từ năm 2000 trở lên, các bạn chưa từng chơi những tựa game đó, các bạn quen với những cái chiếc máy xịn hơn chẳng hạn như là Nintendo Switch hay là những tựa game trên Android đi, thì mình nghĩ là nó sẽ không phù hợp với các bạn đâu, bởi vì đồ họa của nó phải nói là so với cái tiêu chuẩn ngày nay là nó rất là xấu và nó cũng không biết có hợp gu với các bạn hay không đó. Cho nên nếu như các bạn mà chưa từng chơi qua game băng hoặc là chưa thấy những tựa game nó không hề thú vị thì các bạn không nên mua cái máy này đâu ha. Mua một thời gian lại chán thôi, chẳng hạn như mình mua cái máy này để mình tặng sinh nhật cho đứa cháu của mình đi, nó chơi tầm đúng 15 phút thôi là nó bỏ luôn, nó không chơi nữa, rồi mình cầm mình chơi luôn nè. Rồi, và đó là tất cả những gì về cái mẫu máy X12 Plus này đó. Tầm giá 600, thích chơi những tựa game hoài cổ thì có thể cân nhắc mua được. Bạn nào có câu hỏi nào liên quan đến chiếc máy này thì hãy comment bên dưới, mình sẽ xem và cho các bạn nha. Hoặc là các bạn mà muốn mình review thêm một cái máy chơi game nào khác thì cũng cứ comment mình xem. Nếu như có nhiều bạn mà muốn mình review những cái máy đó thì mình sẽ mua về và review cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.